Đây là căn phòng giải trí trị giá gần 3 tỷ tại Đà Nẵng mà anh Đức Audio vừa mới thi công và lắp đặt. Ok, hôm nay mọi người cùng theo chân mình đi tham quan dự án siêu to khổng lồ này nha. Ok, let's go. Căn phòng giải trí này tọa lạc trong một ngôi nhà biệt thự tại quận 3, thành phố Đà Nẵng. Ở đây sẽ bao gồm hai hệ thống giải trí lớn là hệ thống xem phim, nghe nhạc và hệ thống hát karaoke. Với diện tích là gần 60m² nên căn phòng này cần rất nhiều thiết bị vừa tốt vừa bền để có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí. Với hệ thống xem phim nghe nhạc thì anh Đức Audio đã lắp đặt dàn loa BW CWM 8.3 và 8.5D, loa BMW CCM 8.5D và loa sub BMW DB1D, máy chiếu Sony và màn chiếu Grandview lên đến 150 inch để đáp ứng nhu cầu xem phim như ở rạp của gia chủ. Và đương nhiên, không thể thiếu hệ thống âm ly Marantz và đầu đun 4K để đem đến chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt nhất cho bộ phim và MV ca nhạc. Với hệ thống hát karaoke thì anh Đức Audio sử dụng công suất woofer Dale cho khả năng khuếch đại âm thanh lớn. Loa thì sử dụng loa JBL để đảm bảo được tính thẩm mỹ và quan trọng là âm thanh phải phủ khắp không gian, không bị méo tiếng ở không gian rộng. Ngoài ra thì vang số, micro và bộ quản lý nguồn được anh Đức Audio sử dụng của hãng Phoenix. Để tăng thêm cảm giác như đang hát karaoke tại quán thì chủ nhà đã yêu cầu lắp thêm đầu hát cùng màn hình cảm ứng trọn bài Viettel. Không chỉ đem đến sản phẩm chất lượng, anh Đức Audio còn lên sơ đồ bố trí và lắp đặt sao cho các sản phẩm phát huy được hiệu suất cao nhất theo từng vị trí thích hợp. Tất cả thiết bị đều được lắp đặt âm trần và âm tường, không để lộ 1cm dây nào, mang lại giá trị về mặt thẩm mỹ cho không gian. Chưa dừng lại tại đó, trần nhà được lắp đặt hệ thống đèn LED có thể đổi màu theo nhịp nhạc. Toàn bộ không gian bên trong thì được bọc thêm lớp nhung cách âm, tăng thêm độ sang trọng. Quả không hổ là một căn phòng bạc tỷ. Giờ đây, gia đình, bạn bè, người thân của gia chủ có thể thoải mái đắm chìm trong không gian giải trí này rồi nha. Vừa lắp đặt mà vừa được trải nghiệm tại phòng xem phim và karaoke tại nhà cao cấp này thật sự ấn tượng. Và mình cảm thấy căn phòng này rất đáng đồng tiền bát gạo. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tận hưởng giải trí tại nhà mà không cần phải ra ngoài. Gia đình nào cũng muốn có một căn phòng giải trí phù hợp, với mức giá nào cũng có, thì liên hệ ngay anh Đức Audio để được tư vấn phù hợp nhất nhé.